vì hôm nay cúp điện nên mình không có quay rõ được cho các bạn các anh chị, mong các bạn các anh chị thông cảm ha. Và chiếc xe đầu tiên mình muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị đó là một chiếc xe Suzuki. Đây là một chiếc xe Suzuki của Nhật, Suzuki Smart. Đây là chiếc xe Suzuki Smart của Nhật, còn cũng máy cực kỳ êm. À, máy thì rất là êm. Em này mang biển số là 60M43981. Xe này thì phù hợp cho chúng ta cày, đi cày chạy nó rất là bền. Bởi vì xe của Nhật thì các bạn các anh chị biết rồi, em nó chạy và số là số dòng luôn nha các bạn. Xe Suzuki Smart này là số dòng đời sau của Viva. Và với chiếc xe Suzuki Smart này thì mình mong muốn bán với giá là 4.800.000, 4.800.000 cho chiếc Suzuki Smart số dòng, giấy tờ đầy đủ luôn. Rồi, và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Dream. Đây là chiếc xe Honda Dream Hàn Quốc Korea. Đó, chạy ngon bền. Đó, chạy cái máy của nó thì rất là giống chất lượng như là xe Dream Thái. Đó, nhưng mà là xe này cũng được dạng là xe chở hàng, xe đi cày. Đó, nên không có rửa ráy gì hết. Và với chiếc xe Honda Dream này, máy cực kỳ ngon này, em nó mang biển số 60C139675. Thì chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 5 triệu. 5 triệu cho một chiếc xe Honda Dream Hàn Quốc. Đó, đầy đủ giấy tờ luôn. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda. Honda này là Honda Way. Đây là chiếc xe Honda Way. Way này là Way RS màu đỏ, thắng đĩa. Đó, xe bình dân, xe phổ thông. Đó, và những cái chiếc xe Honda Way này á các bạn, chạy nó rất là bền, máy thì rất là êm. Đó, phục vụ cái được cái nhu cầu đi lại mà rất là ổn định của chúng ta. Và với chiếc xe này em nó mang biển số là 54T34701. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 7.700.000. 7.700.000 cho chiếc xe Honda Way 110. Đó, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình lại xin giới thiệu với các bạn các anh chị cũng là một chiếc xe Honda Way RS, cũng giống như cái xe Way nhưng mà em này nó có màu trắng. Hai cái xe Way giống nhau, khác nhau cái tem thôi. Và em này mang biển số 72E104559. Xe này thì đời cao hơn, cứng hơn một chút, thì mình mong muốn bán với giá là 8.300.000. 8.300.000. Mấy cái xe này nó bền lắm các bạn ơi, giấy tờ đầy đủ hết. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe Honda Future Nail. Đây là chiếc xe Honda Future Nail màu đen. Đó, màu đen bạc. Đó, Future Nail. Cái lỗ này là chưa có rửa một chút xíu nào nha các bạn. Và em này mang biển số là 51R26740. Và với chiếc xe này máy thì cực kỳ chất rồi, nhưng mà chưa dọn, chưa qua bàn tay mông má gì hết nha các bạn. Và với chiếc xe Future Nail này thì mình mong muốn bán với giá là 16 triệu chính chủ luôn, 16 triệu. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Way 110. À, đây là chiếc xe Honda Way Thái lốc đen. À, Way lốc đen á các bạn, Way Thái lốc đen. Và với chiếc xe Honda Way Thái 110 này, em nó mang biển số là 51Z35098. Thì chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 23 triệu. 23 triệu nha các bạn. Ban ngày các bạn các anh chị sẽ thấy em nó đẹp hơn. Và kế nữa là lại một chiếc xe Honda Vision, giá rất là bình dân, rất là dễ đi mà máy thì ngon. Mấy cái xe này thì thuộc dạng là ngon, bổ, rẻ, bền, đẹp, lịch sự, tiết kiệm xăng. Đó. Đó, với cái chiếc xe Vision này, với cái chiếc xe Vision màu đỏ bạc này, thì mình mong muốn mình bán chiếc xe này với giá là 13.500.000. 13.500.000 cho chiếc xe Honda Vision màu đỏ bạc, bánh mâm thắng đĩa. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Và kế nữa
là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe AB 125 FI phun xăng điện tử. Đó, AB này là đời 2014. Máy cực kỳ êm luôn, máy cực kỳ dữ. Xe còn rất là mới luôn. Đó. Và khi chiếc AB này các bạn mua là các bạn chỉ việc đi thôi, em nó rất là bền. Và em này mang biển số là 59B129110. Đó. Và chiếc xe Honda AB này đời 2014 này thì mình mong muốn bán với giá là 24.500. 24.500 nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều. Và mình xin thưa với các bạn các anh chị là tất cả là xe đều là giấy tờ là đầy đủ hết. Mặc dù là hôm nay là có tối quá nên mong các bạn các anh chị thông cảm bởi vì cướp điện, không có điện. Nha. Thì một lần nữa thì mình mong các bạn các anh chị qua hãy xem trực tiếp và thử test xe với các kiểu rồi sau đó làm giấy tờ rồi cho các bạn các anh chị bớt thêm chút đỉnh nữa để cho các bạn các anh chị vui lòng nha. Rồi, cuối cùng mình xin chào tạm biệt. Chúc tất cả các bạn các anh chị luôn luôn gặt hái được nhiều thành công cũng như là hạnh phúc trong cuộc sống nha. Xin trân trọng kính chào.